Hằng năm, lễ Hiền Mẫu lại trở về vào giữa tháng năm, khi cỏ cây hoa lá rực rỡ tưng bừng trong nắng ấm, gợi lại trong hồn người niềm âu yếm ngọt ngào tình thương bao la của mẹ. Xin kính dâng lên tất cả các bậc Hiền Mẫu, dù còn sinh thời hay đã khuất, tấm lòng cảm kích ơn sâu nghĩa nặng. Xin chân thành cảm tạ những bà mẹ Âu Lạc đã cưu mang, nuôi dưỡng và đào tạo bao thế hệ từ ngàn xưa đến nay để truyền tiếp một dân tộc thông minh, thuần hậu và tài giỏi trên thế giới. Từ thuở thiếu thời, với lòng khát khao học hỏi, với niềm thôi thúc đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã phải sống ly hương, ít có cơ hội gần kề bên mẹ. Mỗi lần về thăm nhà, ai lại không cảm thấy lòng chùng xuống, ngậm ngùi với bao nỗi ăn năn khi nhìn thấy bóng dáng hắc kiêu của người mẹ hiền trước sự phai tàn của năm tháng. Chiều nay về mái nhà xưa, bên trời thu cũ chờ mùa sang đông, con nhìn tóc mẹ phá bông, nghe hồn nhỏ xuống bao dòng ăn năn. Thank you.